Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại, quốc phòng an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để đồng chí cùng với Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để đồng chí có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kiên định, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, hạnh phúc ấm no của nhân dân là trước hết. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới. Tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với sự thống nhất giữa ý chí, lòng dân, hòa quyện,
cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng thịnh cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.